cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 18, câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói, trong thành kia có một ông quan tòa, ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà hóa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông, xin Ngài bênh vực tôi chống lại kẻ kiện tôi. Một thời gian khá lâu, ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng, dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ hóa này quấy rầy mãi, thì ta bênh vực mụ cho rồi. Kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nữa chăng? Rồi Chúa nói, anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó, vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không bênh vực những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người, dù người có trì hoãn? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng bênh vực họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Ngày 14 tháng 10 năm 2010 là ngày vui đối với người dân Chile. 30 người thợ mỏ bị sập xuống hầm sâu gần 700 mét được giải cứu. 17 ngày đầu họ sống trong bóng tối, cạn kiệt lương thực. Họ còn phải sống gần 2 tháng nữa mới được cứu lên khỏi mặt đất. Tôi ở giữa Thiên Chúa và quỷ sứ. Tôi bị giằng co giữa hai bên. Tôi nắm chặt lấy bàn tay Chúa và Chúa đã cứu tôi. Đó là câu nói của anh Mario Stepoveda, người thợ mỏ thứ hai được đưa lên khỏi địa ngục. Khi còn ở dưới hầm, anh Jimmy Sanchez, anh thợ trẻ nhất trong nhóm đã viết lên: ở đây, chúng tôi có 34 người. Vì Chúa chẳng bao giờ bỏ rơi chúng tôi, dù người ta nhắc đến khoa học như chìa khóa của sự thành công, nhưng chính việc cầu nguyện đã cho sức mạnh để vững vàng. Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Đó là điều Đức Giêsu nhắn nhủ chúng ta qua dụ ngôn bà hóa quấy rầy. Bà là người không còn chỗ dựa vững chãi của người chồng. Bà lại còn là nạn nhân đáng thương của một sự bất công chèn ép, nhất quyết không để mình bị bóc lột. Bà đã nhiều lần đến gặp quan tòa để xin ông minh xét cho. Tiếc thay, ông này lại là một vị quan tòa bất chính, nên vụ kiện bị ngâm trong một thời gian khá lâu. Nhưng bà không hề nản chí, và cuối cùng bà đã thắng. Ông quan tòa đã phải đem ra xử vụ kiện.
chỉ vì bị bà quấy rầy liên tục. Đức Giêsu đã táo bạo khi kể dụ ngôn trên. Ngài dám so sánh Thiên Chúa với quan tòa bất chính. Dĩ nhiên, Thiên Chúa thì tốt lành và chăm lo cho con người, ngược hẳn với ông quan tòa chẳng coi ai ra gì. Nhưng cả hai lại có một nét chung. Nhiều khi chúng ta có kinh nghiệm về một Thiên Chúa như hững hờ, như không muốn đáp lại lời kêu của những người bị bất công, áp bức. Có biết bao tiếng kêu như thế vang vọng từ khắp địa cầu. Có biết bao người chịu bách hại mà không thể lên tiếng. Đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Đó vẫn là lời kêu nài muôn thuở của những người thấp cổ bé miệng. Chúng ta ngỡ ngàng khi thấy Thiên Chúa không lên tiếng bênh vực, không hành động gì để giải cứu, giải oan. Đức Giêsu mong chúng ta đừng thất vọng trước sự bất công trên thế giới. Đừng nản lòng khi lời cầu nguyện của chúng ta có vẻ rơi vào quên lãng. Hãy tiếp tục cầu nguyện vì Thiên Chúa tốt hơn ông quan tòa nhiều. Nếu quan tòa cuối cùng còn xử kiện cho bà quá chỉ vì tránh bị quấy rầy, thì huống hồ là Thiên Chúa, Đấng sẽ làm rõ trắng đen vì lòng cảm thương. Lẽ nào người bắt những kẻ người tuyền tròn, những kẻ ngày đêm kêu cứu với người phải chờ đợi mãi, lòng tin của chúng ta vẫn bị thách đố ngày nào còn bất công trên thế giới? Chỉ mong ta vẫn giữ được lòng tin như người thợ mò ở trong hầm tối. Lạy Cha, con phó mặc con cho Cha, xin dùng con tùy sở thích của Cha. Cha dùng con làm chi, con cũng xin cảm ơn. Con luôn sẵn sàng, con đón nhận tất cả. Miễn là ý Cha thực hiện nơi con và nơi mọi loài Cha tạo dựng, thì lạy Cha, con không ước muốn chi khác nữa. Con trao linh hồn con về tay Cha. Con xin dâng linh hồn con cho Cha. Lạy Chúa Trời của con, với tất cả tình yêu của lòng con, vì con yêu mến Cha, vì lòng yêu mến thúc đẩy con phó dâng mình cho Cha, thúc đẩy con trao trọn bản thân về tay Cha, không so đo, với một lòng tin cậy vô biên, vì Cha là Cha của con. Amen. Thank you.
cho người khắp nơi. Từ bao năm qua, lời Ngài hằng luôn thiết tha, lúa trên đầy đồng mà không có bao thợ gặt. Nay con đến bên Ngài và con thân thưa với Ngài. Này con thấy Chúa ơi, xin Ngài hãy sai con đi. Này con thấy xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên mũi men cho đời, cho người khắp lầm than đắng cay. Với Chúa vào đời, tình yêu hiến trao mọi người, muôn ân phúc cao vời Ngài ban như mưa tưới vội. Trần gian nên thắm tươi, muôn người sống trong an vui. Cho Ngài và trở nên mũi men cho đời, cho người khắp nơi. Nguyện dâng tương lai, đường đời còn bao biến thay. Chúa hãy ở cùng và nâng đỡ con từng ngày. Con xin hiến trọn đời, truyền giáo tin vui nước trời, để muôn dân khắp nơi trở thành chứng nhân tình trời. Này con đây, xin Chúa hãy sai con đi, đi làm chứng nhân cho Ngài và trở nên mũi men cho đời, cho người.